Tiếp theo là danh sách đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 tuổi đảng, gồm 63 đồng chí. Ban tổ chức xin phép được tổ chức trao tặng làm 4 đợt như sau. Đợt 1 gồm 16 đồng chí. Trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên vị trí danh dự để nhận huy hiệu 55 tuổi đảng. 1. Đồng chí Trần Khánh Dư, thuộc đảng bộ phường Mỹ Đình 2. 2. Đồng chí Phạm Thị Hồ, thuộc đảng bộ phường Mỹ Đình 2. 3. Đồng chí Vũ Cao Hoàng, thuộc đảng bộ phường Mỹ Đình 2. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, thuộc đảng bộ phường Xuân Phương. 5. Đồng chí Nguyễn Vinh Thân, thuộc đảng bộ phường Xuân Phương. 6. Đồng chí Mai Trung Sơn, thuộc đảng bộ phường Xuân Phương. 7. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 8. Đồng chí Nguyễn Thị Vượng, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 9. Đồng chí Đặng Thị Định, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 10. Đồng chí Vương Thị Phong, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 11. Đồng chí Nguyễn Thị An, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 12. Đồng chí Trần Thị Nam, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 13. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 14. Đồng chí Trần Thị Kim Anh, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 15. Đồng chí Hoàng Kim Trung, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. 16. Đồng chí Phạm Tiến An, thuộc đảng bộ phường Mỹ Trì. Chúc xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hải, thành ủy viên bí thư quận ủy, đồng chí Nguyễn Khánh An, phó bí thư thường trực quận ủy, lên trao huy hiệu 55 tuổi đảng cho các đồng chí. Anh em hai khẩu sự công bố sao được? Tiếp theo đợt hai gồm 16 đồng chí. Trân trọng kính mời các đồng chí có tên sau lên vị trí danh dự để nhận huy hiệu 55 tuổi đảng. 1. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Nga, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 3. Đồng chí Bùi Duy Hùng, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 4. Đồng chí Hoàng Văn Quận, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 5. Đồng chí Phạm Thị Con, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 6. Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 7. Đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 8. Đồng chí Trịnh Văn Thanh, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 9. Đồng chí Phạm Thiều, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 10. Đồng chí Đinh Văn Hồng, thuộc đảng bộ phường Trung Văn. 11. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, thuộc đảng bộ phường Phương Canh. 12. Đồng chí Nguyễn Thị Hảo, thuộc đảng bộ phường Phương Canh. 13. Đồng chí Nguyễn Trọng Phú, thuộc đảng bộ phường Đại Mỗ. 14. Đồng chí Vũ Thị Thúy Lan, thuộc đảng bộ phường Đại Mỗ. 15. Đồng chí Trần Thị Hồng Lụa, thuộc đảng bộ phường Đại Mỗ. 16. Đồng chí Hoàng Thị Minh Lộc, thuộc đảng bộ phường Đại Mỗ. Đồng chí Nguyễn Đức Định, thuộc đảng bộ phường Mỹ Đình 1. 6. Đồng chí Trịnh Xuân Thanh,
thuộc đảng bộ phường Mỹ Đình 1, 7 đồng chí Nguyễn Đình Dục thuộc đảng bộ phường Phú Đô, 8 đồng chí Nguyễn Văn Long thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, Nguyễn Thanh Hà thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 11 đồng chí Vũ Mạc Linh thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 12 đồng chí Nguyễn Hữu Cảm thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 13 đồng chí Phạm Văn Tổng thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 14 đồng chí Nguyễn Ngọc Linh thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 15 đồng chí Nguyễn Đắc Bốn thuộc đảng bộ phường Cầu Diễn, 16 đồng chí Trần Hữu Phúc thuộc đảng bộ phường Tây Mỗ. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đồng chí Đỗ Khắc Đạo, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo quận ủy, đồng chí Đỗ Thị Nga, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quận ủy lên sang hiệu đảng cho các đồng chí.